Chào anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn quay lại với chương trình trao đổi và chia sẻ về tình hình kinh tế thế giới Việt Nam 24 giờ qua. Trước khi đi vào cái trao đổi với anh chị và các bạn trong việc là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta có nên mua vàng hay không, và cái việc căn cứ vào đâu thì chúng ta đưa ra kết luận mua hay không mua, thì sẽ được trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong suốt video dài gần 40 phút này. Tuy vậy thì trước khi đi vào chia sẻ trực tiếp những cái vấn đề liên quan và để đưa ra được cái kết luận cuối cùng là chúng ta có nên mua hay không mua, thì anh chị và các bạn đừng quên like cho video, cũng như là nếu cảm thấy hay thì hãy chia sẻ video, và đặc biệt đừng quên đăng ký kênh, subscribe kênh để giúp Thắng đạt 100.000 sub trong thời gian sắp tới. Thưa anh chị và các bạn, thì để trả lời được cái câu hỏi là chúng ta có nên mua hay không mua, và tại sao lại mua và tại sao thì không mua, thì chúng ta phải đi lại và những cái vấn đề mang tính chất cốt lõi về mặt bản chất của vàng. Thì điều đầu tiên chúng ta trao đổi với anh chị em và các bạn, thứ nhất, vàng là mẹ của mọi đồng tiền trên thế giới. Cứ mỗi lần mà chúng ta gặp khó khăn ập tới hoặc bế tắc trong cuộc sống thì mỗi chúng ta đều có cái khuynh hướng là tìm về với mẹ. Và vàng cũng là một trong những cái người mẹ của tất cả các cái đồng tiền, và nó bao dung ôm ấp các nhà đầu tư trong những lúc mà nền kinh tế có những cái vấn đề bất ổn, hoặc là có những cái dấu hiệu của câu chuyện khủng hoảng hoặc suy thoái, thì chúng ta những nhà đầu tư trên thị trường tài chính, những nhà đầu tư trên toàn cầu đều có khuynh hướng tìm về với vàng. Thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái ý thứ hai, đó là trước đây thì vào những cái thập niên trước, vào những cái năm trước khủng hoảng suy thoái kinh tế 1929-1930, thì vàng được sử dụng như một cái thứ để neo đậu cho các cái đồng tiền trên thế giới, và chúng ta gọi tắt nó là cái chế độ tiền tệ kim bán vị, hoặc nó được gọi tắt là bán vị vàng. Thì cái chế độ bán vị vàng là một trong những cái phương pháp, cái cách thức mà người ta sử dụng vàng để làm cái tài sản neo đậu những cái đồng tiền giấy hiện nay đang sử dụng trên thế giới. Chế độ bán vị vàng là hệ thống tiền tệ quốc tế, trong đó thì vàng được coi là cơ sở trong cung ứng tiền tệ của một quốc gia, và được sử dụng để thanh toán cho các khoản thâm hụt trong cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán. Thì trong cái chế độ bán vị vàng thì tỷ giá hối đoái được cố định một cách cứng nhắc dựa trên hàm lượng vàng của những cái đồng tiền xu bằng vàng. Chế độ này được áp dụng rộng rãi trong thế kỷ thứ 19 và tồn tại mãi tới trước năm 1930, trước cái đại suy thoái kinh tế 1929-1930. Thì trong một số quốc gia theo chế độ bán vị vàng thì tiền xu hướng vàng là lưu thông như tiền, và tiền giấy được đổi ra vàng trực tiếp theo giá thị trường. Chính phủ không thể bắt buộc. Tiền giấy giống như một tờ séc cho phép cái người nắm giữ cái đồng tiền giấy có quyền sở hữu một lượng vàng nhất định của một người hoặc một cái tổ chức phát hành ra cái đồng tiền giấy đó. Thì trong thực tế thì ngày nay không còn một quốc gia nào trên thế giới còn áp dụng cái chế độ bán vị vàng, thay vào đó thì tiền pháp định được áp dụng, có nghĩa là nhà nước đặt và sử dụng đồng tiền do họ phát hành, yêu cầu nộp thuế, nhận trợ cấp, thanh toán của chính phủ bằng đồng tiền đó. Tuy vậy, ở một số định chế tài chính tư nhân thì hiện nay bán vị vàng vẫn được áp dụng, như vậy thực sự là nó rất là ít. Thì chúng ta sẽ hơi khó hiểu ở câu chuyện là vậy thì cái vàng nó tại sao lại được bỏ đi, và bỏ đi như thế thì nó đem lại cái lợi ích gì và đem lại những cái bất hợp lý như thế nào. Thì thưa với anh chị là điểm thứ ba, chúng ta thấy được rằng là Mỹ bỏ cái chế độ bán vị vàng và thay vào đó là bằng đồng tiền đô pháp định, và cả thế giới sau khi mà bỏ cái chế độ bán vị vàng vào năm 1933, tháng 5, mùng 5 tháng 6 năm 1933, thì Tổng thống của Mỹ là Roosevelt đã bỏ cái chế độ này. Và từ khi mà thay cái việc pháp định này không còn là chế độ tiền pháp định nữa, thì đồng đô la chính thức trở thành một cái đồng tiền sử dụng mà chung trên toàn thế giới, nhưng chính nó cũng chính là nguồn cơn của mọi cái vấn đề tài chính trên toàn cầu trong suốt cả chiều dài lịch sử kể từ năm đại khủng hoảng 1930 tới nay. Cái tiền pháp định là đồng đô, và người tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng đô như một đồng tiền chung mà được do ngân hàng và cho chính phủ Mỹ, do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ngân hàng của Mỹ và chính phủ Mỹ in ra. Thì có thể nói từ cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rằng là thế giới đã trở thành con nợ, là cái nơi mà chia lửa cho người Mỹ về các cái chính sách tiền tệ mà khi người Mỹ áp dụng trên cái đồng đô la của mình,
Bởi vì người Mỹ hoàn toàn có quyền và được phép in đô một cách vô tội vạ, không dựa trên một cái căn cứ nào khác. Đây là điều mà Tổng thống Roosevelt đã làm được mà thế giới không hề có phản ứng gì trong cái giai đoạn này, là bởi vì giai đoạn 1929-1930 là một trong những cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế, đặc biệt nó được gọi là một cơn đại suy thoái kinh tế, dẫn đến cái câu chuyện là người ta đang lo cho miếng ăn của mình, không có thời gian để lo cho cái câu chuyện là bỏ đi cái chế độ bán vị này. Thì chúng tôi sẽ giải thích nhiều hơn về cái câu chuyện này. Thì Mỹ bỏ được cái chế độ bán vị vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1933, thì Mỹ ngưng áp dụng cái chế độ bán vị vàng, một hệ thống tiền tệ mà trong đó thì tiền được bảo đảm bằng vàng, khi Quốc hội ban hành một nghị quyết chung về vô hiệu hóa yêu cầu thanh toán bằng vàng của chủ nợ. Hoa Kỳ áp dụng chế độ bán vị vàng kể từ năm 1879, ngoại trừ một lệnh cấm xuất vàng trong Thế chiến lần thứ nhất, nhưng sự thất bại của hệ thống ngân hàng trong thời kỳ đại suy thoái năm 1930 mà người dân thì đổ xô đi mua vàng đã khiến cho cái chế độ này bị lung lay, và họ tích trữ vàng quá nhiều trong cái giai đoạn này khiến cái chính sách này không thể đứng vững. Ít lâu sau khi nhận chức vào tháng 3 năm 1933 thì Roosevelt đã tuyên bố tạm ngưng hoạt động của ngân hàng trên toàn quốc để ngăn chặn một cuộc rút tiền gửi đột biến từ những khách hàng mất niềm tin vào nền kinh tế tại cái cuộc đại suy thoái 1929-1933, tức là tạm ngưng hoạt động của ngân hàng, không cho rút tiền. Ông cũng cấm các ngân hàng trả bằng vàng hay xuất khẩu nó. Theo lý thuyết kinh tế của Kennedy, tức là một trong những cái lý thuyết mà bàn tay vô hình ấy, thì một trong những cách tốt nhất để chống lại cuộc suy thoái kinh tế đó là tăng cung tiền. Mà bây giờ nếu như chế độ bán vị vàng thì chúng ta không thể vô lý mà ta có thể tăng một cái cung tiền một cách tự do được, là bởi vì chúng ta bị neo đậu giữa đồng đô và vàng. Chế độ bán vị vàng tức là phát hành một đồng tiền giấy thì cần phải có một lượng vàng tương xứng và tương ứng với cái đồng tiền đó. Do đó thì không có cách nào để tăng cung tiền nếu như trữ lượng vàng không tăng. Và cái câu chuyện mà Tổng thống Roosevelt đã thay đổi được lập trình của cả thế giới, chúng ta sẽ nói tiếp theo vào phần tiếp theo của video. Anh chị, video này khá là dài, khoảng 40 phút cơ. Và nếu tăng lượng vàng mà Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ thì nó sẽ có khả năng tăng cung tiền cao hơn. Vậy thì nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mà không nắm giữ thì khó có thể tăng cung tiền cao hơn được, và lượng vàng không phải dễ, tức là vàng không thể tự đẻ ra được. Vàng cần phải được chuyển hóa từ việc khai thác, và chúng ta cũng được biết rằng là lượng vàng hiện nay trên thế giới thì sẽ được cập nhật ở phía dưới, xem tổng trữ lượng hiện tại nay đang được cập nhật như thế nào. Nếu tăng cái lượng vàng của Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ thì có khả năng tăng cung tiền, nhưng mà khi phải đối mặt với những áp lực tương tự, Vương quốc Anh đã từ bỏ bán vị vàng năm 1931, thì ông Roosevelt cũng đã để ý đến cái câu chuyện là người Anh cũng bỏ cái chế độ kim bán vị này, và dẫn đến câu chuyện là ông này cũng bỏ. Và ngày mùng 5 tháng 4 năm 1933 thì Roosevelt đã ra lệnh đổi tất cả các đồng tiền vàng và chứng nhận sở hữu vàng có mệnh giá hơn 100 đô sang loại tiền tệ khác, và theo đó thì mọi người phải đổi lại toàn bộ tiền vàng, vàng thỏi, chứng nhận sở hữu vàng cho Cục Dự trữ Liên bang trước ngày mùng 1 tháng 5 với mức giá là 20,67 đô la cho 1 ounce, tương đương với 1 ounce hiện tại là 29,35 gram. Đến mùng 10 tháng 5 thì chính phủ đã thu lại 300 triệu đô tiền vàng và 450 triệu đô chứng nhận sở hữu vàng. Đây là lịch sử về vàng. 2 tháng sau đó thì một nghị quyết chung của Quốc hội đã bãi bỏ các điều khoản vàng trong nhiều nghĩa vụ công cộng và tư nhân, yêu cầu con nợ bằng đồng đô và vàng với trọng lượng và chất lượng như khi vay. Năm 1934 thì giá vàng của chính phủ tăng lên 35 đô la Mỹ một ounce. Điều trên thì thực tế đã tăng cái lượng giá trị vàng trong bản cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lên 69%, và lượng tăng tài sản này cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hoàn toàn có thể in thêm tiền và cung thêm tiền vào nền kinh tế. Chính phủ giữ mức giá 35 đô một ounce cho đến ngày 15 tháng 8 năm 1971 khi Tổng thống Nixon tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không còn chuyển đồng đô la sang vàng ở một tỷ giá cố định nữa, và do đó hoàn toàn từ bỏ bán vị vàng, chính thức từ bỏ bán vị vàng vào năm 1971, thưa anh chị em và các bạn. Năm 1974 thì Tổng thống Gerry Ford ký một đạo luật cho phép người Mỹ có thể sở hữu vàng thỏi trở lên. Thì điều thứ hai, thứ ba. Cái điều thứ tư mà chúng ta muốn cập nhật thì hiện nay thì số liệu thống kê trên thế giới thì có khoảng 171.300 tấn vàng. Và nếu đúc nó lại thành một khối lập phương thì mỗi cạnh của nó có chiều dài là 20,7 mét. Đây là số liệu thống kê của Thomson Reuters GFMN, tổ chức tiến hành lập bản đồ vàng hàng năm.
có rất nhiều con số khác nhau khác đi một chút, và chưa có bất kỳ một cái tổ chức nào chứng minh được cái số liệu chính thức chính xác nhất về cái lượng vàng hiện nay trên thế giới, nhưng nó nằm ở xem 171 tới 180 ngàn tấn vàng trên toàn cầu. Và lý do được đưa ra là vì vàng được khai thác trong chiều dài lịch sử gần 6.000 năm lịch sử, theo cái nhà nghiên cứu vàng là Timothy Green thì cho rằng là vàng đã được khai thác quá lâu và chúng ta không thể thống kê chính xác con số được. Nhưng mà vàng thì về cơ bản là hữu hạn. Cho tới nay thì vàng chưa hề bị mất đi, nó luôn được tái chế ở tất cả các số vàng được khai thác. Và từ cái khái niệm này thì chúng ta có thể thấy được vàng trên thế giới thì gần như được bảo toàn. Từ 6.000 năm trước chúng ta khai thác bao nhiêu thì hiện nay được đều được lưu trữ tại các kho vàng trên thế giới. Và trong lịch sử tồn tại ở các cái kho vàng trên thế giới thì điều đó đồng nghĩa với việc là nếu bạn có một chiếc đồng hồ vàng, một lượng vàng trong đó có thể được khai thác. Tuy vậy thì cách mà vàng được sử dụng trong công nghiệp kỹ thuật lại khác. Cơ quan về khảo sát địa chất Anh tuyên bố là khoảng 12% sản phẩm vàng trên thế giới hiện nay được sử dụng trong lĩnh vực này, nơi chúng thường được sử dụng với một cái số lượng cực nhỏ cho những cái sản phẩm riêng lẻ, và nó không đủ cái giá trị kinh tế để người ta tái chế. Và như vậy thì tóm lại là vàng có thể sẽ đang bị tiêu hủy dần và bị tiêu hao, lại quay trở lại với đất. Và cái việc khai thác trở lại nó không rất là khó cho cái câu chuyện của tương lai. Do đó thì vàng về cơ bản là một cái lượng hữu hạn trên toàn cầu. Chính vì cái tính hữu hạn của vàng nên là nó được coi là một trong những cái kim loại mà khá là quý hiếm, cũng như là có nhiều cái ứng dụng trong cái khoa học công nghệ như chúng ta vừa nói về cái công nghệ về các cái ngành công nghiệp, điện tử, viễn thông. Và nó có cái giá trị về trang trí cũng rất là tốt, một trong những cái kim loại mà không thể tự bào chế được, tức là không thể tự dùng cái phương pháp nào có thể là tạo ra được nó bằng cái phương pháp gọi là nhân tạo. Bên cạnh đó nữa thì nó đóng một cái vai trò gọi là giới hạn. Do đó thì cái vàng thì được sử dụng như một cái loại mẹ của các đồng tiền, và được sử dụng như thay thế cho tiền tệ vào một số những cái thời điểm cần thiết của nền kinh tế. Và hiện nay thì 10 quốc gia mà dự trữ vàng lớn nhất trên toàn cầu, thì chúng ta sẽ điểm qua những cái quốc gia hiện nay đang sở hữu vàng lớn và nhiều trên toàn cầu. Thì không thể không kể tới quốc gia đầu tiên mà đang sở hữu một cái lượng vàng siêu lớn. Thì trong top 10 cái quốc gia mà đang sở hữu vàng nhiều nhất thế giới thì gần như không đổi trong vài năm trở lại đây. Và Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu trong cái trữ lượng vàng sở hữu, với hơn 8.000 tấn vàng dự trữ, gần bằng 3 cái quốc gia liền kề với Mỹ trong cái bảng danh sách 10 quốc gia sở hữu vàng nhiều nhất trên toàn cầu. Nga là nước mua vàng nhiều nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp trở lại đây, trong những năm mà giá dầu giảm. Còn nâng cái dự trữ từ năm 2017 lên 224 tấn, vượt qua Trung Quốc để giữ vị trí số 5. Thì chúng ta sẽ thống kê một con số cụ thể như sau. Hiện nay thì Mỹ đang dự trữ khoảng tầm 8.133,5 tấn vàng, tương đương với cái tỷ lệ cho trong cái kho dự trữ ngoại hối của Mỹ là 75,2%. Tức là Mỹ dự trữ ngoại hối chủ yếu là bằng vàng. Dự trữ Mỹ thì bằng tổng cái trữ lượng của ba quốc gia liền kề. Đức thì chiếm hiện nay đang dự trữ khoảng tầm 3.371 tấn, chiếm khoảng 70,6% GDP. Italia thì dự trữ khoảng 3.451,8 tấn vàng và cũng chiếm khoảng 67,9% trong cái tổng dự trữ ngoại hối. Ở trên Đức cũng vậy, là tỷ lệ là chúng tôi đưa ra thống kê là trong cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối. Pháp thì hiện nay cũng đang dự trữ khoảng tầm 2.436 tấn và tương đương với 63,9% tổng dự trữ ngoại hối của Pháp. Nga thì xếp vị trí số 5, dự trữ khoảng tầm 1.909,8 tấn, và trong cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối của Nga thì nó chiếm khoảng tầm 17,6% thôi. Trung Quốc thì cũng xem với Nga, với cái mức là vàng hiện có là 1.842,6 tấn và nó chỉ đóng khoảng 2,4% trong cái tổng cái kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc thôi. Thụy Sĩ thì có khoảng 1.040 tấn và chiếm khoảng 5,3% dự trữ ngoại hối. Nhật Bản thì có 765 tấn và tương đương với 2,5% dự trữ ngoại hối. Hà Lan thì có khoảng 612,5 tấn và tỷ trọng trong cái dự trữ ngoại hối thì cũng chiếm là khá cao. Một số các quốc gia của Mỹ và Âu thì chiếm tỷ trọng trong dự trữ ngoại hối, họ dự trữ chủ yếu là vàng và chiếm khoảng Hà Lan thì chiếm khoảng tầm 68,2%. Quốc gia cuối cùng mà nằm trong cái top 10 là Ấn Độ, thì dự trữ ngoại hối của
của bằng vàng là 560 tấn, tương đương với 5,5% trong cái tổng cái dự trữ ngoại hối. Thì thưa với anh chị và các bạn, thì chúng ta điểm qua những cái vấn đề và những cái quốc gia đang sử dụng về vàng như vậy, để chúng ta thấy được rằng là cái việc mà Mỹ sử dụng vàng, dự trữ vàng, và một số cái quốc gia khác đang sử dụng và dự trữ vàng thì sẽ cho thấy, đưa ra được những cái quyết định. Đây là những cái nhà cái lớn nhất có thể tác động và tương tác lên giá vàng để làm cho giá vàng quốc tế tăng hay giảm. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào các cái hoạch định chính sách, chiến lược của các quốc gia. Nó không phụ thuộc vào cái câu chuyện là cái biểu đồ phân tích về giá vàng hay là về những cái vấn đề mà chúng ta thường thấy và các nhà phân tích vẫn đưa ra trong cái giai đoạn vừa qua bằng biểu đồ phân tích kỹ thuật. Nhưng mà trước khi đi vào cái câu chuyện là đưa ra cái khuyến nghị là có nên hay không nên mua vàng trong cái thời gian sắp tới, thì chúng ta phải điểm qua là nếu kể từ những năm 1930 thì giá vàng đã có bước vào 35 đô la Mỹ trên một ounce rồi. Nhưng chúng ta chỉ tính từ năm 1998 đến nay thì giá vàng nằm ở cái mốc từ năm 1998 là khoảng tầm hơn 200 đô trên một ounce. Và hiện nay thì thời điểm đỉnh điểm nhất của giá vàng là 2.000 đô. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là cái chu kỳ của giá vàng tăng giá thì nó cũng nằm ở một cái, tức là ở cái mức độ vừa phải thôi, tăng khoảng đâu đó là 10 lần trong cái giai đoạn là khoảng 20 năm, thì thực sự là nó không cao lắm. Rồi, ok. Như vậy là câu chuyện về giá vàng của chúng ta đến đây thì nó sẽ bắt đầu thú vị hơn rất nhiều rồi. Rõ ràng là chúng ta thấy được rằng là những cái chia sẻ về cái lịch sử hình thành nên là vàng và những cái chuyển biến của lịch sử giá vàng trong cái giai đoạn suốt cái chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của vàng như vừa qua, thì chúng ta thấy là nó tăng thực sự không có nhiều. Nếu tính từ năm 1930 mà nó đã có giá 35 đô la Mỹ trên một ounce rồi thì thực sự thì nó đến ngày hôm nay nó mới chỉ có 2.000 đô trên một ounce, thì thực sự nó không tăng nhiều lắm đâu. Nhưng mà điều nghịch lý và đặc biệt là nó rất là thú vị mà chúng ta cần phải nắm, cần phải biết, đó là chỉ từ khủng hoảng kinh tế năm 2000, tức là khủng hoảng công nghệ .com á, đến 1999, 2000, tới ngày hôm nay là năm 2019, tức là khoảng 20 năm. Thì cái giai đoạn từ năm 2000 mà đến năm 2011 á, là 10 năm á, thì đó là một trong những cái giai đoạn tăng giá mạnh nhất. Và giá vàng tăng từ cái mốc thấp nhất của năm 2011, 2011 á, nằm ở cái mốc là 266 đô la Mỹ trên một ounce, và tăng một phát một lên 2.000 đô trên một ounce luôn, và tăng liên tục trong vòng 10 năm. Giai đoạn đó là một trong những cái giai đoạn mà trải qua hai cái cuộc khủng hoảng, đó là khủng hoảng công nghệ .com 1999, 2000, 2001, và cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ 2007, 2008. Sau đó thì là phóng lên một cách gọi là miệt mài, trong vòng gọi là cứ trung bình là mỗi năm là tăng gần được một lần, thưa anh chị em và các bạn. Đó là điểm thứ nhất. Để chúng ta nhìn rõ hơn cái câu chuyện này thì chúng ta lại dùng một cái phép so sánh thứ hai, đó là chúng ta thử so sánh giá vàng với lại chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ, xem là cũng trong cái khoảng thời gian đó, khoảng trong vòng 10 năm, 20 năm trở lại đây, thì cái chỉ số công nghiệp Dow Jones nó tăng như thế nào, tức là chúng ta so với thị trường chứng khoán. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại so với nhà đất của Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy được là cái kênh nào trong số 3 kênh này thì tăng tốt nhất, và cái cách thức và tăng giá và vận hành như thế nào, và nguyên nhân tại đâu. Thì cũng trong cái giai đoạn từ năm 2000 tới nay, năm 1999 tới nay, thì chúng ta thấy là chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ tăng từ mức 6.900, mức thấp nhất là 6.900, được xác lập vào năm 2009, tức là đáy của cái cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ, và tăng tới 27.000, tức là trong khoảng đâu đó là 7 nhân với 4 là 28, thì tăng khoảng 4 lần trong vòng là 10 năm. Đó là cái thời điểm, cái giai đoạn mà tăng mạnh nhất. Còn giai đoạn trước đó thì từ năm 2000, 2001, 2002, đáy của thị trường Dow Jones thì nó tăng lên tới năm 2007 thì nó cũng chỉ tăng ở đâu đó từ 7.300 mà nó tăng lên 14.000, tức là tăng gấp đôi thôi. Chúng giai đoạn nó cũng không phải là giai đoạn dài. Và tính tổng sigma cả một giai đoạn 20 năm
thì chỉ số chứng khoán thì cũng chỉ tăng được khoảng 4 lần thôi. Thấp nhất cho giai đoạn 1998, 1999, 2000 thì chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng ở mức 7.000 rồi. Và chúng ta thấy là cao điểm nhất của Dow Jones thì nó lên tới cái mốc 27.000, 28.000. Thì chúng ta thấy được rằng là 7 x 4 là 74 là 28. Đấy, 74 28 tức là 4 lần. 4 lần của cái chỉ số chứng khoán cho khoảng đâu đó là 20 năm thì cũng không lớn. Tuy vậy thì có một điều mà chúng ta cũng phải để ý thêm nữa, đó là ngoài cái việc mà chỉ số chứng khoán, chỉ số công nghiệp Dow Jones mà không tăng nóng, không tăng nhiều thì chúng ta cần phải bàn thêm là các cái công ty trong lòng của nó thì như nào. Ok, thì như thế này. Chúng ta sẽ điểm qua những cái công ty mà được coi là một trong những cái công ty mà nổi trội mà ai trong số chúng ta cũng biết, gồm có Táo Khuyết là Apple, hai nữa là Coca-Cola, ba nữa là Alphabet tức là Google mà chúng ta đang dùng, và cái công ty cuối cùng là công ty thứ 4 mà được gọi là siêu công ty hiện nay chúng ta biết tới, đó là Amazon. Thì với Amazon thì nếu tính 20 năm kể từ năm 2000 tới nay thì Amazon tại thời điểm năm 2000 thì Amazon có cái mốc là giao dịch ở khoảng đâu đó là 30 đến 40 đô la Mỹ trên một cổ phần. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là thời điểm đỉnh điểm của Amazon là khoảng 2.000 đô trên một cổ phần. Như vậy là chúng ta không khó để nhận ra là đây là một trong những cái cổ phiếu mà tăng mạnh nhất trong khoảng 20 năm. Nhưng cái thời điểm tăng nhiều nhất của Amazon thì nó lại nằm ở ngay cái giai đoạn gần chúng ta nhất, đó là từ năm 2014 tới năm 2018 thì Amazon cũng tăng từ 300 đô lên cái mốc đỉnh điểm là 2.000 trong vòng 4 năm thôi. Đó là một trong cái khúc mà gọi là ngon nhất, thơm nhất của Amazon. Nó tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ mà chúng ta đã thấy trong vòng khoảng chưa tới gọi là 24 là 25, 26, 27, 28, trong vòng 4 năm trở lại đây thì Amazon đã tăng từ 300 đô trên một cổ phần mà lên tới khoảng 2002 đô trên một cổ phần. Đỉnh điểm của Amazon là 2050 đô trên một cổ phần, từ mốc khoảng 300 đô. Công ty thứ hai mà chúng ta nói tới đó là Táo Khuyết. Thì Táo Khuyết thì từ năm 2000 tới nay thì Táo Khuyết cũng tăng thực sự là khá là nhiều, tức là Táo Khuyết thời điểm thấp điểm của Apple á thì nó giao dịch rất là thấp, có 1 đô trên một cổ phần thôi. Và đỉnh điểm của Apple thì lên tới khoảng tầm 225 đô trên một cổ phần. Như vậy là trung bình là 20 năm kể từ năm 2000 thì Táo Khuyết đã tăng mỗi năm một lần. Đó là công ty thứ hai. Công ty thứ ba là một trong những công ty mà được cho là huyền thoại của giới đầu tư. Thì nếu tính cái giai đoạn mà từ năm 2000, tức là năm 1999-2000, thì Coca-Cola đã có cái mức là khoảng đâu đó 20 đô rồi. Nếu tính xa hơn nữa thì Coca-Cola mới là một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, giai đoạn 1984-1999, thì đó mới là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ từ mốc khoảng là 1-2 đô mà tăng lên tới cái mốc và đỉnh điểm là 44 đô trên một cổ phần của Coca-Cola. Còn cái giai đoạn gần đây thì nó đến một cái giai đoạn thoái trào, thì rõ ràng là 10 năm trở lại đây từ năm 2000 thì Coca-Cola chỉ tăng từ 20, mà thời điểm hiện tại thì Coca-Cola có cái mức giá là khoảng đâu đó 54 đô trên một cổ phần thôi. Công ty thứ ba là công ty mà chúng ta muốn nói tới mà anh chị và các bạn đã được điểm qua, gồm có Táo Khuyết, Coca-Cola, Apple và Google. Thì đấy là những cái công ty mà trong lòng của chỉ số chứng khoán thì nó vẫn là hữu ích hơn, vẫn là tốt hơn trong cái giai đoạn mà đầu tư so với giá vàng. Tuy vậy thì không phải ai cũng có khả năng và kỹ năng đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thì quay sang một cái thị trường khác, đó là thị trường nhà đất của Mỹ. Thì rõ ràng thị trường nhà đất của Mỹ thì nó tăng không thực sự nhiều trong cái giai đoạn 20 năm trở lại đây. Lý do nguyên bản của nhà đất Mỹ á, nó tăng không nhiều á, là bởi vì là hạ tầng, cơ sở hạ tầng của các cái thành phố lớn của Mỹ nó đã đi vào cái giai đoạn gọi là thoái trào, tức là không khó có thể thay đổi, gần như đã đáp ứng được gần như là 70-80% cái nhu cầu về hạ tầng, đường, trường, trạm và các cái dịch vụ công cộng. Mà khi mà đường, trường, trạm, dịch vụ công cộng nó không còn thay đổi nhiều nữa thì giá đất đai nó không thay đổi nhiều, cộng với cái chính sách quản lý về đất đai, về nhà cửa và những cái luật liên quan đến thuế sở hữu tài sản, rồi thuế sở hữu căn hộ thứ hai, rồi thuế chuyển nhượng, thuế cho nhận,
và rất nhiều các loại chính sách liên quan đến kê khai tài chính. Nên là bất động sản của Mỹ thì ngoài trừ cái năm 2007 là khủng hoảng nhà đất Mỹ, là do một số cái ngân hàng là cho vay nợ dưới chuẩn, thì nó có tăng cũng nhiều nhưng mà khoảng 1 đến 2 lần thôi, và maximum là một số khu vực thì tăng tới 3 đến 4 lần. Nhưng mà so với chu kỳ khoảng 20 năm thì đất nhà đất Mỹ cũng không tăng. Và nơi mà tăng nhiều nhất vẫn được cho là chứng khoán, và trong lòng nó thì có một vài công ty tiêu biểu thì tăng rất là nhiều. Nhưng mà nhìn chung thì theo cái chỉ số công nghiệp Dow Jones á thì nó cũng chỉ tăng khoảng 4 lần trong vòng 20 năm thôi. Vậy thì cuối cùng thì chúng ta phải quay lại với câu chuyện là vàng. Vậy thì vàng trong vòng 20 năm thì như thế nào? Thì chúng ta vừa điểm qua hồi nãy anh chị và các bạn thấy rồi, từ năm 2000 đến nay thì vàng tăng trung bình là 10 lần, tức là mỗi năm là tăng 50% so với cái mức đỉnh là từ 200 đô trên một ounce vàng, mà tăng mạnh mẽ lên tới 2000 đô cho một ounce vàng. Và giai đoạn tăng nhiều nhất là từ năm 2000 tới năm 2011, tức là nằm ở đâu đó khoảng tầm trên dưới 10 năm thì mỗi năm tăng một lần. Và từ 2011 thì tới nay thì giá vàng là gần như là đi ngang và có khuynh hướng suy giảm. Giảm đến mức thấp nhất của giai đoạn vàng là giảm khoảng 50% từ mốc 2000 đô trên một ounce, mà giảm tới khoảng đâu đó là cuối năm 2015, đầu 2016 thì giá vàng chạm mốc 1067 đô la Mỹ trên một ounce. Và từ đó tới nay thì giá vàng đã tăng được khoảng gần 50%. Đỉnh điểm của cái đợt tăng này thì nó kéo dài từ 2016 tới nay, tức là đến năm 2019 rồi, gần cuối năm 2019, nửa cuối 2019 rồi, thì tăng được khoảng 50% cho 4 năm thì cũng không nhiều. Nhưng mà cái giai đoạn gần đây nhất thì kể từ cuối năm 2018 đầu năm 2019 thì kinh tế toàn cầu có những cái bất ổn thì giá vàng là bốc tăng rất là mạnh. Thế câu chuyện mà khuyến nghị anh chị em và các bạn về cái câu chuyện mà đầu tư vào vàng, chuyển đổi những cái kênh đầu tư vào vàng, hoặc là giữ tiền gửi tiết kiệm trong cái giai đoạn từ cuối năm 2018 đầu 2019, thì trong những cái video cách đây khoảng tầm 1 năm về trước, 7-8 tháng về trước, và rất nhiều những video nói về khủng hoảng trong cái loạt video của Thắng ơi, thì đã nói với anh chị và các bạn rằng là vàng là điểm đến tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, từ những cái vùng mà giá vàng đang nằm ở khoảng tầm 1.200 1.250 đô tới 1.300 cơ. Chỉ còn đến ngày hôm nay thì vàng đã tăng đâu đó khoảng tầm được 200-300 đô rồi. Và chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị với anh chị em và các bạn là với cái câu chuyện là vàng vẫn là nơi mà anh chị và các bạn có thể cất giữ những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt và xương máu của mình, cho cái câu chuyện là phòng tránh những cái bất ổn của thị trường kinh tế toàn cầu trong cái giai đoạn 2018 2023 là 5 năm mà chúng ta cũng cần phải phòng ngừa những rủi ro, thì kênh vàng cũng là một trong những cái kênh mà khá là phù hợp. Có thể biên lợi nhuận của nó thì không cao, nhưng mà cao hay không cao thì chúng ta kết thúc một cái giai đoạn chúng ta mới biết được. Và giá vàng thì chúng ta có 10 năm tích tăng điểm, tăng mạnh 200 đô lên tới 2000 đô chỉ trong từ năm 2000 đến 2011, và 2011 đến năm 2018 thì là suy giảm, và từ năm 2018 đến nay thì đã tăng được khoảng đâu đó xích sót khoảng 40% kể từ 1002 lên tới 1500 thì tăng khoảng 300 đô cho khoảng chưa tới 40% đâu, 20-30% thôi. Mà đang trong cái khuynh hướng gọi là nguy cơ của câu chuyện giá vàng là đi vào một cái trend uptrend dài hạn khoảng đâu đó từ 3 đến 5 năm. Nên câu chuyện mà mua vàng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó là những cái mà chúng tôi có thể nhìn thấy về cái xu hướng của giá vàng và so sánh với các cái cục diện đầu tư và kinh doanh khác trên các cái thị trường khác. Và tất nhiên là một số anh chị em và các bạn nói rằng là chứng khoán thì vẫn là một trong những kênh tốt, nhưng không phải ai cũng có khả năng đầu tư chứng khoán, và không phải ai cũng có cái kỹ năng về kiểm soát rủi ro trên thị trường tài chính và chọn đúng những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp để có thể đầu tư. Không thiếu những doanh nghiệp là tốt, siêu tốt và có tỷ lệ biên lợi nhuận cao hơn vàng. Trong cái giai đoạn mà khủng hoảng càng mạnh thì càng mua được giá bèo, giá mềm cho những doanh nghiệp tốt. Nhưng mà phần lớn là chúng ta không làm được điều đó. Và những người mà không chuyên thì cái câu chuyện vàng, neo đậu vàng là một câu chuyện rất là tốt. Điểm nữa chúng tôi muốn phân tích với anh chị và các bạn, và đây cũng là một cái điểm cuối cùng khá là hay, khá là thú vị. Anh chị và các bạn đừng rời khỏi màn hình. Đó chính là chúng ta nên nhớ rằng là 10 quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thì Mỹ là một trong những cái quốc gia dự trữ lớn hàng đầu. Và cái trữ lượng của Mỹ thì chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong tổng số 10 quốc gia hàng đầu về trữ lượng vàng. Nó bằng 3 quốc gia gọi là dự trữ vàng liền kề. Và người Mỹ thì dự trữ vàng thì kể từ cái câu chuyện là bán vị vàng
là họ đã có sẵn một cái lưu lượng vàng, và trong những cái giai đoạn trước đó thì thuộc địa của Mỹ thì người Mỹ đã lôi về ở trên thế giới những cái quốc gia là thuộc địa của Mỹ đem về cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ một cái lượng vàng dự trữ trong kho là siêu lớn, hơn 8.000 tấn trên tổng số là toàn bộ trữ lượng vàng trên trái đất này là khoảng tầm 170.000 tấn, thì cũng là một cái con số, một cái tỷ lệ khá là cao. Và tất nhiên là bỏ cái chế độ bán bị vàng, nhưng vàng trong kho dự trữ mà tăng cao, tăng lên cái mức là 2.000 đô hoặc là 3.000 đô, càng tăng cao bao nhiêu thì cái giá trị của cái kho dự trữ của Mỹ nó càng tăng bấy nhiêu, và nó là cái tiền đề, nó là cái căn nguyên của các cái chính sách tiền tệ của Mỹ. Mỹ hoàn toàn có cái căn nguyên, có cái căn cứ, có cái sợi dây móc xích với lại vàng, với lại kho dự trữ để có thể là phát hành in thêm tiền đô la. Thì nhiều người bảo sẽ đưa ra một cái lập luận rằng là tiền giấy, tiền pháp định mà in nhiều thì là sẽ gây ra lạm phát. Nhưng thưa với anh chị em và các bạn là Mỹ nó hoàn toàn có thể bán lạm phát đi toàn cầu. Bởi vì cả toàn thế giới xài đồng đô la Mỹ, nhiều quốc gia trên thế giới đang dự trữ ngoại hối bằng đô la. Và câu chuyện Mỹ mà in thêm đô la làm mất giá đồng đô la thì cả thế giới chịu chung một cái mặt trận, nó là chịu chung với cái chính sách tiền tệ của Mỹ. Do đó thì Mỹ nó không có ngán một cái câu chuyện nào trong cái câu chuyện in đô đâu. Trong cái giai đoạn 2007-2008 chúng ta đã thấy được rằng là Mỹ hoàn toàn có thể hạ lãi suất trong vòng một năm 2008 thôi, mà hạ tới 6 lần lãi suất để đưa mức lãi suất từ 5% xuống tới mức 0,25%, tức là nới lỏng một cách gọi là mạnh bạo, mà đưa lãi suất gần như là bằng không để có hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó thì bơm ra thị trường hai cái gói QE1 và QE2, tức là gói bơm tiền vào các ngân hàng để hỗ trợ nền kinh tế, làm cho đồng đô la của Mỹ trong giai đoạn đó thì mất giá, làm cho niềm tin vào đô la Mỹ của Trung Quốc và Nga thì cũng mất luôn. Nhưng cái câu chuyện nó là gì? Cả thế giới cùng xài đô, nên là đồng đô có mất giá thì cả thế giới cùng chịu trận. Và lạm phát thì rất khó để có thể tăng ở cái nền kinh tế Mỹ. Đôi khi người Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed còn đang rất thất vọng về cái tỷ lệ lạm phát ở Mỹ, do là cái nhu cầu tiêu dùng quá thấp nên họ hoàn toàn có thể gọi là đẩy thêm đô ra. Thì trong giai đoạn mà kinh tế bất ổn, trong giai đoạn sắp tới, nền kinh tế của Mỹ nói riêng và của toàn thế giới nói chung đang được Tổng thống Mỹ, người ta nói rằng ông Trump là có những cái chính sách, những hoạch định gọi là lộm cộm, rồi là sắp được nhập quốc tịch của một cái quốc gia mà nói một đường làm một nẻo ấy, là ông Trump ông cứ nói đường làm nẻo, ông lại lộn xộn. Không phải đâu anh chị em và các bạn, hoạch định chiến lược gọi là toàn cầu của Mỹ đã được gọi là có kế hoạch trước đó rất là nhiều, dù có phải là Donald Trump, dù có thể có phải là cái tổng thống thứ bao nhiêu đấy ạ, tổng thống thứ thứ bao nhiêu trên cái mũ tôi đang có cái số của đời tổng thống của Mỹ này, dù không phải là Donald Trump đi chăng nữa, thì tất cả những cái chính sách chiến lược của Mỹ để nắm giữ cái vị trí gọi là bá chủ trên toàn cầu, để giữ cái vị thế của Mỹ trên toàn cầu, thì các cái vấn đề của Mỹ họ vẫn làm như vậy. Họ vẫn cần phải gây bất ổn trên toàn cầu, cần phải có những cái cuộc gọi là đại trừng trinh trên toàn thế giới, cả về góc độ về quân sự, cả về kinh tế, cả về thương mại, cả về chiến tranh tiền tệ, nếu cần họ đều có thể gây hấn để chia lại cục diện thế giới, chia lại thị trường thế giới, trong cái điều kiện kinh tế thế giới đang có những cái thay đổi, những cái dịch chuyển, những cái gọi là đe dọa đối với cái vị trí bá chủ trên toàn cầu. Đặc biệt trong số những cái quốc gia mà đe dọa đó thì có là Trung Quốc, thì những cái chính sách và chiến lược của Trung Quốc trong những năm gần đây, cả về quân sự, bành trướng về quân sự trên toàn cầu, chính sách về chiến lược về một vành đai một con đường của Trung Quốc thì cũng đe dọa đến cái an ninh khu vực, an ninh thế giới, đe dọa tới cái vị trí bá chủ. Đặc biệt thêm nữa thì cái thặng dư thương mại của Trung Quốc càng ngày càng lớn, trong cái điều kiện là GDP của Mỹ thì tăng trưởng thấp, mà GDP của Trung Quốc trong cái thập niên 20 năm trở lại đây thì đều nằm trên 7% hết. Chỉ mấy năm gần đây thì nó thấp hơn một chút thôi. 20 năm mà tăng trưởng GDP trên 7% thì tốc độ tăng trưởng của một cái quốc gia về tổng sản phẩm quốc nội nó đe dọa, nó tiến sát và nó tiến gần, nó có khuynh hướng và vượt qua được cái tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc, của Mỹ, nên Mỹ nó sợ, nó ngại và nó cần phải tạo ra những cái bất ổn, tạo ra. Chúng ta đang có thể coi thế giới hiện nay đang bước vào một cái
cái cuộc chiến gọi là đại chiến lần thứ ba trên cái không gian mạng này, trên cái công nghệ 4.0 này, trên những cái vấn đề về trí tuệ nhân tạo này, trên chiến tranh thương mại này, kinh tế này, chứ không có cuộc chiến về súng đạn, về bom mìn như những năm trước đó. Nhưng chúng ta đang thấy đó là đang có cái quá trình chia lại thị trường, đang phân lại những cái vai vế trên nền kinh tế toàn cầu. Và cái giá vàng sẽ có khuynh hướng tăng để nâng cái tỷ trọng giá trị cái dự trữ trong cái khối dự trữ mà chiếm tới 75% cái tỷ trọng dự trữ ngoại hối của Mỹ trong cái kho dự trữ 8.100 tấn vàng. Thì giá vàng càng tăng bao nhiêu thì người Mỹ còn dư cái dư địa để điều hành cái chính sách tiền tệ của mình. Bên cạnh đó nữa thì lên án người Trung Quốc là thao túng tiền tệ, nhưng thưa với anh chị và các bạn, chúng ta cần phải suy ngẫm về cái câu chuyện là cả thế giới dùng đô, thì người Mỹ mà nếu mà in dư thừa đô thì cả thế giới cùng chịu trận, chẳng riêng gì Mỹ. Đó là những thứ mà chúng tôi muốn chia sẻ để anh chị và các bạn có niềm tin hơn đối với vàng, và có thể là giá vàng của chúng ta hoàn toàn có thể vượt cái mốc 2.000 đô trong thời gian sắp tới, là điều hoàn toàn có thể thôi. Và chúng tôi thường có một cái câu nói thế này, nếu như cái dự báo không đúng thì chúng ta chẳng mất gì, bởi vì giá vàng rất khó có khả năng có thể suy giảm trở lại trong cái điều kiện kinh tế hiện tại. Tức là dự báo chúng ta là nó không tăng nữa mà chúng ta mua ở cái vùng này thì giá vàng khó có thể giảm, bởi vì nó đã bước qua một cái giai đoạn mà gần 10 năm, 8 năm suy giảm và đứng giá. Đúng vào cái thời điểm bây giờ nó đã đi vào cái xu hướng gọi là up trend rồi, tức là vào cái xu hướng tăng giá rồi thì khó có thể giảm. Vậy nếu chúng ta dự báo sai thì chúng ta chẳng mất gì, tiền chúng ta vẫn còn nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể đem cái vàng chúng ta mua, đem bán ra để lấy tiền để làm ăn kinh doanh sau cái đợt gọi là trú ẩn vào vàng. Còn nếu chúng ta dự đoán mà gọi là đúng thì chúng ta sẽ không những là được gọi là bảo toàn về tiền mà chúng ta hoàn toàn có thể có một cái biên lợi nhuận tuyệt vời, trong khi đó chúng ta đếch phải làm gì hết. Tôi dùng từ đếch tức là cho nó màu mè một tí, tức là chúng ta chẳng phải làm gì mà chúng ta hoàn toàn có thể có một cái biên lợi nhuận tốt và không phải suy nghĩ gì nhiều. Vàng thì hoàn toàn chúng ta có hai cách, một là mua đem về nhà cất nếu số lượng ít, còn có cách khác nữa là chúng ta mua và thuê một cái gọi là cái tủ an toàn trong nhà băng thì chúng ta đều có thể cất vào trong đó được, thì chúng ta ok thôi. Đó là những thứ mà chúng tôi dự báo. Chúng tôi mong rằng những cái chia sẻ tổng tất những vấn đề về vàng để anh chị và các bạn hiểu về cái việc là lý do nguyên nhân tại sao chúng ta và chúng ta, không phải chúng ta, các bạn đang ngồi trước màn hình, mà các quỹ đầu tư trên toàn cầu đều tìm tới vàng khi mà nền kinh tế có vấn đề. Chúng ta quay lại với cái câu chuyện và với một cái từ đó là khi khó khăn thì chúng ta thường tìm về với mẹ, mà khi kinh tế toàn cầu bất ổn thì chúng ta thường tìm đến với người mẹ của mẹ của tất cả các loại tiền, người ta gọi là mẹ tiền là vàng. Vàng chính là mẹ của tiền. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Nếu thấy video nào này hay thì anh chị và các bạn đừng ngại ngần ủng hộ Thắng ơi bằng việc like cho video, cũng như là chia sẻ video này lên trên mạng xã hội, trên Facebook. Và đặc biệt là anh chị và các bạn hãy ủng hộ Thắng, hãy giúp Thắng đạt 100.000 subscriber trong thời gian sắp tới bằng việc ấn vào nút sub và ấn vào chuông để cập nhật những video mới, những video hay hơn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.